Đây là một chiếc tai nghe như thế video mình đã mua nó nhưng không phải vì chất âm. Ảo không? Ảo thật đấy. Thằng này chắc là bị khùng. Mày mua tai nghe mày không mua vì chất âm, mày mua tai nghe chắc là vì chơi game tốt. Cái hôm mà Vật Vờ Studio nhận được tai nghe này demo để trải nghiệm cuối tuần offline thì anh em có thể đăng ký dưới đó. Ngay khi chỉ nhìn thấy và thử thôi, mình đã quyết định chạy ra mua ngay lấy một cái, bởi vì thứ nó đem lại cho mình là một trải nghiệm rất mới lạ. Thế thì tại sao lại chọn cái tai nghe không phải vì chất âm nhỉ? Các bạn đã cùng theo dõi video review của mình ngày hôm nay. Thật ra thì khi chúng ta mua bất kỳ một cái sản phẩm nào là phải có lý do. Ví dụ như là chúng ta mua cái máy ảnh thì phải chụp ảnh đẹp. Chúng ta mua cái tivi thì cái màn hình hiển thị nó phải đẹp. Chúng ta mua cái tai thì nó phải nghe nhạc hay chứ. Tuy nhiên không đúng. Tại vì thực ra là mỗi cái sản phẩm sẽ có chức năng khác nhau. Ví dụ như là về cái tai nghe này, anh em sẽ nhận thấy là cái ngôn ngữ thiết kế của con này là âm thanh của nó là hướng ra ngoài. Nó không giống bất kỳ một mẫu tai nghe nào mà Huawei đã từng làm trước đây hay là những mẫu trên thị trường đơn giản, ví dụ như con là FreeBird Pro này, hay là kể cả các bạn thấy là cái tai nghe giống như dạng thỏi son. Còn với cái tai nghe này khi mà mình cho mọi người đeo thử, em cảm thấy thế nào? Cảm giác lạ lắm ạ. Lạ như nào? Tại vì em không thích đeo tai nghe nhất tai, em đeo mỗi lúc bị đau tai. Cái này tuyệt vời đấy. Đây bên phải đúng không sếp? Đúng rồi, cứ để tự nhiên. À, rồi. Thấy không? Rồi, bên này nữa. Tự nhiên là nó sẽ tự vào, nó tự khớp với lại tai của mình luôn. Mà nó đều đem lại cho ta một cái cảm giác là vô cùng mới mẻ và cũng như cái sự hào hứng. Các bạn thử nghĩ xem bao lâu các bạn mới thấy hào hứng muốn đeo thử một cái tai nghe mà các bạn chưa cần biết là nó có hay hay không, chúng ta chỉ muốn được đeo thử lên. Thì con Huawei FreeClip này đem lại cho cảm giác đó đối với tất cả mọi người. Và cũng giống như kiểu con Trang vậy, đó là khi đeo vào lần đầu tiên mình phải soi gương mở camera selfie lên xem. Ok, hóa ra là nó trông như thế, rất là lạ. Đây chính xác được gọi là một sản phẩm thời trang. Cái hôm 8 tháng 3 mình đi xem phim thì mình với bà Thảo Ú mỗi người đeo một bên và mọi người cứ nhìn. Nhất là các bạn nhìn thấy nó giống như kiểu là một cái khuyên tai dùng để trang trí. Và cái điểm đặc biệt nó lại còn là cái phiên bản màu tím nên mà kiểu nó càng thu hút cái sự quan tâm của mọi người hơn. Thiết kế kiểu tai nghe này thì cũng đặt ra cho mình câu hỏi là bên nào bên trái, bên nào bên phải, chẳng thấy cái gì ở đâu cả. Nhưng mà không, đối với Huawei các bạn đeo bên nào cũng được. Và nếu các bạn đảo tai trái phải thì tự động tai nghe khi kết nối sẽ có một âm thanh báo rằng là đã đổi hai bên trái phải cho chúng ta. Bởi vậy nên mà cái trải nghiệm về người dùng nó rất là dễ dàng làm quen, không phức tạp một chút nào cả. Hơn nữa, với sản phẩm này thì cái thiết kế của nó tại sao lại đặc biệt thì tôi sẽ giải thích. Nó chia ra gồm 3 thành phần. Cái ở đây thì mọi người sẽ thấy đó chính là cái Acoustic Bar, là cái loa gọi là để phát ra âm thanh. Đấy, mình gọi như vậy. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ có cái khối gọi là khối vocal. Và cái cuối cùng đó là mọi người sẽ có một cái dây móc ở đây, nó làm từ nhựa mềm. Trong này có rất nhiều những cái sợi linh kiện nhỏ li ti ở bên trong. Và khi mà các bạn đeo thì do cái này nó rất mềm, các bạn đeo lên bất kỳ tai của ai thì nó cũng có thể vừa. Nó không giống như những kiểu tai nghe True Wireless thông thường là chúng ta phải thay đổi típ tai để phù hợp với kích thước của mỗi người. Hay là loại tai nghe không phải là True Wireless thì chúng ta vẫn phải vừa với cỡ tai bên trong của mỗi người là khác nhau. Còn với cái này gần như là 100% các bạn đeo lên đều có thể vừa được hết, vì ngôn ngữ thiết kế có thể co giãn như thế này, cực kỳ là hay. Và khi mà kể cả là mình đeo con này nhá, từ chạy bộ này, mình đi ngủ này, hay là đạp xe cái gì cũng được thì nó đều rất dễ chịu. Bởi vì trọng lượng của nó thì chỉ từ 5,6g mà thôi. Tức nghĩa là nó không hề nặng nề một chút nào, mà nhiều khi mình đeo cảm giác là không hề tồn tại trên tai của mình. Mà muốn cái gì? Đeo thử đấy. Họ không cảm nhận thấy gì thật thế ạ. Đấy. Nhưng mà mày có biết rằng là con này nếu mà muốn điều khiển cảm ứng của nó thì mày bấm vào đâu không? Chẳng lẽ bấm vào cái... Đó, chính là câu hỏi mình đặt ra. Tại sao nó mỏng như thế này thì điều khiển kiểu gì? Chính cái điện thoại à? Không, con này vẫn có thao tác cảm ứng bình thường. Và chúng ta có thể chạm vào bất kỳ đâu ở trên cái thân của cái sợi dây này, hay là chạm vào cái vùng nào cũng được. Tức là chạm vào hột này hoặc hột này đều được. Đúng. Các bạn hoàn toàn có thể tự double tap, các bạn có thể dừng bài hát hay cái gì. Đừng có đeo cái này, hai thằng. Em đeo được cho sếp mà. Ok, không sao, chúng ta vẫn nhập vào lại thằng bột. Từ từ sếp ơi, em nhận thấy cái này có một cái hay nữa sếp ạ. Ví dụ như một người nhá, chỉ có thể dùng được một bên tay chẳng hạn, và người kia cũng chỉ dùng được một bên tay đấy. Tức là em với sếp chỉ dùng được bên tay phải đúng không? Thì nếu như bây giờ với tai nghe cũ thì mình sẽ không thể nào nghe cùng bên tay phải được. Ừ, đúng rồi, cái này có thể cùng nghe một bên. Bởi vì như thằng Hùng này, các bạn sẽ thấy cái thằng Hùng này nó luôn luôn chỉ đeo một bên tai nghe thôi, nên nó sẽ phải đảo qua lại để tránh pin nó bị chai ấy. Còn với cái này thì em đeo bất kỳ bên nào cũng được, mà nó kiểu hai người có thể cùng sử dụng, nói chung là rất là hay. Đây là một chiếc tai nghe có thể dùng cụm từ đó, thiết kế rất công thái học. Rất là thái công học. Rất là thái công học luôn, ảo ma Canada thật. Thế nhưng bây giờ mình vẫn cần phải nói về chất âm để xem nó nghe như thế nào. Thì để nói về chất âm của con này thì các bạn chỉ cần nhìn thiết kế là các bạn sẽ hiểu luôn, nó không tập trung vào âm thanh được. Bởi vậy nên mình đã bảo mình không mua con này vì chất âm. Khi mà mình đeo vào thì các bạn sẽ thấy rằng là lại một lần nữa cái trải nghiệm của con này nó rất là hài. Cảm giác kiểu là nó đang nói chuyện vào bên tai của mình ấy. Có thằng sao bật loa. Đúng rồi. Chất lượng thì em thấy bình thường ạ. Tại vì nó không kín ý, không kín vào tai là vẫn có tạo âm ở ngoài. Mình đã nghe cái bài Chúng Ta của sau này.
của Sơn Tùng MTP. Và khi mà mình đeo cái tai nghe này vào để mà mình nghe nhạc nhá, cái cảm giác nó như kiểu là nghe cái bài hát này trong một cái phòng trà hay là người ta đang hát ở gần đấy, nó không giống như đeo tai nghe in-ear đâu. Bởi vì các bạn hình dung là khi mọi người chọn những loại tai nghe này là chúng ta muốn cách ly mình so với phần còn lại của thế giới. Chúng ta sẽ hoàn toàn tập trung vào việc nghe nhạc để làm sao nó hay và trải nghiệm nhất. Nhưng mà với chiếc Huawei FreeClip, chúng ta sẽ vừa nghe nhạc nhưng vừa có thể nhận biết được mọi chuyện xung quanh nó diễn ra như nào. Nó phục vụ cho những người như kiểu là chúng ta đi chạy bộ, chúng ta tập thể thao. Mình biết rất nhiều người là chạy bộ chúng ta không muốn dùng tai nghe True Wireless bởi vì nó sẽ bị bí tai. Các bạn không sử dụng lâu, mồ hôi ra gây khó chịu. Thì mình đã từng review những cái loại như là truyền âm thanh qua xương. Mình đã review cái loại mà loa nó sẽ nằm ngay ở vòng cổ chúng ta đeo. Và tất cả những cái loại thiết kế đó không thể so được chất âm của con Huawei FreeClip. Nguyên nhân chính là con này sử dụng là driver cap của nó là 10.8mm. Âm thanh của chúng ta là sẽ được truyền trực tiếp đến tai người nghe. Các bạn nhìn thấy không? Cái cách thiết kế của cái này của nó này vào đúng cái lỗ tai của chúng ta luôn, nên khi mọi người nghe ấy, là cái nhạc hay kể cả hiệu âm thanh xung quanh các bạn nghe rõ. Nếu mà để nói hay nhất thì cái trải nghiệm của mình đó là phải xem những cái bộ phim hoặc những hiệu ứng âm thanh mà có surround ấy, là các bạn sẽ cảm giác như kiểu nó đang hòa quyện vào trong cái cuộc sống của mình. Mặc dù tai nghe này bởi vì thiết kế của nó nên sẽ hoàn toàn không có chức năng chống ồn, thế nhưng mà ở văn phòng mình để tầm khoảng 70% là sẽ hạn chế được nghe những cái âm thanh ở xung quanh. Không chống ồn, tức là em chỉ nghe được mọi người vẫn nói nhưng không nghe rõ. Thằng Hải nó bảo tối nay đưa em chơi 8 tháng 3 à? Mà mình phát hiện ra nữa là cái kiểu thiết kế này của nó không bị lọt âm thanh ra ngoài nhiều đâu. Kể cả để cỡ 70-80%, người khác phải dí vào sát bên tai chúng ta thì mới nghe rõ. Chứ còn nếu mà ở gần thì cũng chả biết là đang nghe nhạc hay là đang làm cái gì hết. Nhưng mà bên ngoài này không nghe cái gì cả. Không nghe gì á? Anh bên này không nghe gì. Đang bật mắc âm lượng ấy. Ê, dí tai, dí camera mà. Dí camera vào mới nghe được, nhưng mà nghe kiểu bì bõm rồi. Tính nghĩa nghe là biết mày đang không, có thể là gì à? Không biết là nghe gì. Với chiếc tai nghe thì nó vẫn có khả năng kết nối như là hai thiết bị cùng một lúc. Mình đã sử dụng như là kết nối với là iPhone và mình kết nối với cả laptop Windows ở đây, thì nó sẽ tự động chuyển mở nhạc ở trên nào thì nó hoạt động trên đấy. Bỏ tai nghe ra, iPhone sẽ tự động dừng nhạc. Nhưng với máy tính Windows thì nó sẽ không tự động dừng được. Nó chỉ hoạt động ở trên điện thoại với chức năng này thôi. Và kể cả trên điện thoại thì các bạn sẽ có một cái app gọi là Huawei AI Live để các bạn kết nối, điều khiển thay các thao tác cử chỉ này, chỉnh 4 chế độ EQ để chúng ta nghe nhạc. Tuy nhiên cái app này các bạn cũng sẽ phải tìm APK cài. Hiện tại thì nó không có ở trên Play Store. Hơi đáng tiếc. Và mình cũng có đàm thoại gọi điện, thì kể cả là trong nhà hay đi ngoài đường các bạn đàm thoại con này rất tự nhiên nha. Ban đầu mình còn sợ là cái loại nó xa mồm như thế này thì có nói chuyện có tệ không, nhưng mà hoàn toàn không. Và con này có cả công nghệ AI lọc gió để chúng ta khả năng đàm thoại tốt hơn. Nhưng mà thực tế ra ngoài đường nếu mà âm thanh ồn quá mình phải tăng tầm cỡ 70-80% âm lượng thì mới nghe rõ đồ bên kia để nói cái gì. Và với chiếc tai nghe này của chúng ta thì nó sẽ có sạc là thông qua cổ USB-C. Thời gian sử dụng thì 8 tiếng liên tục đối với tai nghe, và với cái kết sạc mình sẽ dùng liên tục đến quê mình giờ. Mình thì cũng chưa bao giờ nghe nhạc đến cỡ khoảng 8 tiếng một lần liên tục, chỉ khoảng 3 tiếng là đã maximum, là đã mệt quá rồi. Thế nên con này mình cũng chưa phải sạc lại từ cái ngày mà mình đã mua nó được khoảng 4 hôm rồi. Tóm lại là với chiếc Huawei FreeClip, nhìn cái kiểu thiết kế trên hình thôi là các bạn đã biết chính xác cái chiếc tai nghe này là nó dành cho ai. Nó dành cho những người là cần một tai nghe hướng âm thanh mở để không tạo cảm giác bí bách gây khó chịu nếu bạn một người ra mồ hôi tai, bạn mà bị bệnh có thể là không sử dụng loại tai nghe nút vào bên trong đó, thì Huawei FreeClip là một sự lựa chọn rất tốt cho mọi người. Hoặc là đơn giản bạn là cần một sản phẩm công nghệ mà nó mang tính chất thời trang, độc đáo, lạ thì nó cực kỳ hay. Còn nếu bạn là một người xác định ngay từ đầu bỏ ra số tiền, bởi vì thực ra như các bạn nhìn thấy cái bill này của mình mua là mình mua 4.290.000. Với 4.290.000, những người quan tâm về chất âm chắc chắn là sẽ chọn những chiếc tai nghe khác. Nó sẽ hay hơn, âm bass, âm treble của nó mạnh mẽ, đầm thắm, thể hiện rõ hơn. Còn cái này bass, treble mọi thứ nó bị chìm hẳn xuống luôn. Các bạn sẽ không cảm nhận được điều đấy đâu. Mà chủ yếu là những hiệu ứng âm thanh surround hay là nhạc nhẽo thì vẫn nghe được. Nhưng mà rõ ràng chất âm không thể đặt lên bàn cân cùng với những cái đối thủ khác trong cùng một giá tiền. Đấy, thì các bạn nghĩ sao về chiếc tai nghe này? Các bạn có thấy thích nói không? Hãy comment xuống bên dưới. Và hẹn anh em trong các video lần sau. Và mình sẽ làm một cái video đó là những sản phẩm công nghệ mình đã mua trong 3 tháng đầu năm nay. Mình đã mua khá nhiều cái mà toàn mấy cái đồ hay ho thôi, chứ còn những cái đồ bình thường thì anh em chắc đã thấy quá nhiều review rồi. Rồi.